Tôi hiểu quá ha. Về là ghé thăm cha vợ đi. Nói gì kỳ vậy? Ổng làm gì có cha vợ nào ở đây? Vậy qua của mình với cha là cái gì vậy? Là hai sắp giải tay. Đẹp lắm. Tôi định may pyjama cho cha, nhưng mà cha không chịu mặc. Cha nói may cho mình. Vậy là cha không thèm mới may cho tôi hả? Nói chuyện sao khó nghe quá. Thôi tôi không nói với mình nữa. Rồi định khi nào lên Sài Gòn? Vô Sài Gòn bằng chi? Thì vô chơi. Không lẽ người ta về đây mà không mời cha chứ lại mình lên chỗ người ta làm hả? Nè, tôi không phải ngu dốt mà không hiểu ý mình. Tôi với ổng không có chuyện gì hết, mà ổng cũng không có mời tôi với cha đi đâu hết. Vậy giải nó cho mình. Định may gì vậy? May đầm. Cái gì? May đầm có sao không? Người ta nói chân tôi đẹp, mặc đầm thử coi làm sao. Ai nói? Thì mấy đứa trong xóm nói. Người ta sang trọng thì mới mặc đầm, chứ như mình mà mặc đầm người ta cười cho. Ý mình nói tôi quê mùa lắm hả? Tôi không có nói như vậy. Nhưng nếu mình muốn mặc đầm thì kiếm ai đó mà đi, đừng đi chung với tôi. Đi đâu đó? Đi đâu kệ tôi. Giờ này khuya rồi, không đi ngủ còn đi đâu nữa? Tôi quê mùa lắm, không quen ngủ với người sang trọng. Mình sang quá thì kiếm ai sang giống mình mà ở đi.